liên quan vụ xe khách Phương Trang kéo đoàn vượt ẩu. Ngày 15 tháng 6, trạm cảnh sát giao thông Madagui thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng đã làm việc với 3 tài xế của hãng xe này. Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 6 trên quốc lộ 20, đoạn qua đỉnh đèo Bảo Lộc thuộc xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Hành vi cùng lúc lấn làn vượt ẩu của 3 tài xế xe khách Phương Trang được camera hành trình ghi lại. Sau đó, clip được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều ý kiến bức xúc chỉ trích hành động vượt ẩu của 3 tài xế xe khách. Làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, cả 3 tài xế xe khách Phương Trang đều thừa nhận vi phạm, đồng thời ký cam kết chấp hành các quy định khi điều khiển phương tiện. Theo Trung tá Phạm Văn Chi, Phó trưởng trạm cảnh sát giao thông Madagui, hành vi của 3 tài xế xe khách Phương Trang trên tuy chưa gây hậu quả, nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, cả 3 phương tiện đều vận chuyển hành khách, nên việc tài xế vượt ẩu trong trường hợp này là rất nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm để làm gương cho người khác. Liên quan đến vụ việc này, công ty Phương Trang đã lên tiếng xin lỗi chính thức bằng văn bản. Đại diện hãng xe bày tỏ, hành vi lấn làn vượt ẩu của 3 tài xế nói trên là không thể chấp nhận được. Ban giám đốc tập đoàn công ty Phương Trang đã chỉ đạo yêu cầu đình chỉ và thu giấy phép lái xe của 3 tài xế này để giao lực lượng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng xử lý nghiêm. Cùng với đó, công ty Phương Trang sẽ áp dụng quy chế hoạt động để tạm giam lương và phạt tiền 3 tài xế nói trên ở mức cao nhất, đồng thời kỷ luật phạt tiền giám đốc chi nhánh Lâm Đồng, ban giám sát chất lượng và những bộ phận liên quan theo quy định. Đối với các hành vi vi phạm về an toàn giao thông của lái xe và nhân viên, đơn vị kiên quyết và không khoan nhượng vì điều này ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách.